Ủa, hôm nay kiểm tra mấy bạn học bài chưa? Ủa, bữa nay kiểm tra hả? Không biết luôn á. Vẫn vui quá bà. Không, nói thiệt không biết bữa nay kiểm tra luôn. Ủa, gửi nay kiểm tra không học bài sao làm bài bà nội? Trời, lo gì, nhỏ bạn thân tôi nó ngồi kế bên. Nó nghỉ học rồi. Trời, mấy bà yên tâm, tôi gánh mấy bà cho, tôi học rồi. Trời, cuối cùng cũng có người cứu rồi. Chứ chương 5 nó khó dữ lắm, tôi không biết làm. Mà kiểm tra toàn chương 5 không à. Ủa, kiểm tra chương 5 chứ không phải chương 6 hả? Ủa, là sao bà nội? Học lộn chương chứ làm sao má. Trời, thần đồng đất Việt ở đây mà tụi bay không hỏi. Tôi học cái bài này hả? 4 lần rồi đó. Trời, bà siêng dữ luôn á bà. Học 4 lần luôn. Biết sao không? Ở lại lớp 4 năm rồi ba cái bài này hả? Làm nó nhừ tử hết trơn rồi. Trời đất ơi, nói chuyện nghe uy tín thấy sợ không? Ở lại lớp 4 năm chắc có kinh nghiệm dữ lắm nha. Trời, nói thiệt với mấy bà hả, mỗi năm tôi thi rớt là tại môn quá đó. Chứ mấy môn này hả, tôi vô tôi đạo hàm cái là ra, đạo hàm cái là ra. Bữa nay kiểm tra quá má. Ủa gì, bữa nay thứ mấy? Bữa nay thứ hai mà. Thì thứ hai phải rồi, thứ hai kiểm tra quá má. Ủa, chết mồ rồi, coi lộn thầy quá biểu năm rồi. Đây là tôi khi ở trên lớp. Rồi miệng. Và đây là tôi khi ở nhà.